Potato, chị Bé Đỏ xin chào tất cả các bé nha. À, các bé ơi, một đám cưới diễn ra ở công viên trò chơi rất là thú vị và nhiều màu sắc phải không nào? Hôm nay chúng ta sẽ giúp cô dâu lựa chọn trang phục sao cho thật là phù hợp nhé. À, đầu tiên thì chúng ta sẽ giúp cô dâu lựa chọn kiểu tóc nào. Đây là kiểu tóc ngắn nè, hai bím, tóc xõa, xõa một bên hoặc là xõa dài như thế này. Rồi, củ tỏi nữa. Đây chúng ta sẽ chọn kiểu tóc xõa dài này nhé. Và trang phục, đây là các kiểu trang phục nè. Wow, chiếc đầm màu hồng xòe dễ thương như một công chúa luôn. Và chiếc đầm màu đỏ này thì rất là nổi bật và quyến rũ. Có đầm màu trắng ngắn nha. Đầm màu xanh nữa. Nếu không thích những chiếc đầm xòe thì chúng ta chọn kiểu dáng bó sát như thế này. Và đây chiếc đầm xòe màu tím đậm, màu hồng đỏ, có cả màu trắng nữa nè. Rồi, chúng ta chọn chiếc đầm hồng này nha, cho cô gái giống như là một công chúa vậy đó. Tiếp theo là phần trang sức nè, và dây chuyền. Sau khi chọn dây chuyền xong, chúng ta có thể chọn những đôi găng tay. Rồi, chọn găng tay xong, chúng ta có thể chọn phần vôn phủ ở phía sau. Chọn phần vôn phủ có màu trùng với màu của chiếc váy cưới và một bó hoa thật là tươi tắn nhé. Một bó hoa màu xanh hoặc là bó hoa này rất là nổi bật, phải không nào? Và một đôi dài màu trắng nè. Bây giờ thì cùng nhau xem nhé. Wow, đây là cô dâu của chúng ta. Với bộ váy cưới rất là mang phong cách kẹo ngọt, vô cùng dễ thương, phải không nào các bé? Video đã hết rồi. Chị Bé Đỏ mến chào tạm biệt tất cả các bé nha. Và các bé thích chủ đề gì thì có thể comment ở phía dưới. Comment là bình luận đó. Chúng ta hãy bình luận ở phía dưới để cho chị Bé Đỏ biết. Và chị Bé Đỏ sẽ thực hiện theo chủ đề mà các bé thích nhé. Còn bây giờ thì chị Bé Đỏ mến chào tạm biệt tất cả các bé.